hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là tài xế đây. Hôm nay tối chủ nhật nên tôi chạy bi bữa nha anh em ơi. Bữa giờ cũng không có chạy bi. Chạy Go Check không à. Thì vừa ra nhận được cái đơn đi hai điểm đến anh em mà khách có 3.7 sao à. Mình không biết khách có chỉ đặt hai địa điểm đúng không? Đi phía bên trong kia không chị? Vô luôn hả chị? Minutes later. Okay. 39 điểm thôi, 161. Đúng. Ok, mình biết vì sao mà cái vị khách này chỉ có 3.7 sao rồi đó anh em. Má đặt cuốc xe và bắt tài đợi từ chỗ này qua chỗ kia luôn á, chở qua điểm dừng. Đợi cũng 5-10 phút á, xong rồi chở qua tới điểm kết thúc có 39.000 à má. Mà nãy qua anh kia là một thằng rồi, một thằng cũng nói vụ tiền bạc không có rồi, xong qua tới đây lại thêm một thằng khác nữa cũng kêu tiền bạc cái gì đó, rút tiền này kia cũng không có. Á, có 39.000 à. Mình cũng không thích đánh giá này kia, mình cũng khỏi đánh luôn, làm ăn sống nhau. Em lấy đồng bi á chị ơi. Bi. Rồi đúng không? Alo hả? Em đâu thấy cái hẻm 49 đâu chị. Em đang đứng ngay 51 đó nha, 51 Trần Văn Dư nha. Không có hẻm 49. Chắc ở đây à. Bên nô đúng không chị? Em cảm ơn nhé. Đường mì 7655 thôi. Đúng không? Chưa gì mà đưa tôi hai đường phút rồi anh em. Đi sang đường này mà đưa phút là tôi tắt phút luôn. Kiểu như áo người áp bi mấy người ta tắt phút đó, mà mình đi hoài là kiểu nó mặc định nó phát phút cho mình hoài luôn á anh em. Cho nên là đi đường này nữa thôi, tôi làm hai đường phút liên tục rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đợi đợi đi. Okay. Rồi, cảm ơn nhé. 69.000 mà cứ đưa 70 khỏi thối là quá tuyệt vời. Nó phát phối cho tôi nữa nè anh em. Cày thế nhờ. Phút nữa. Ở đây tài xế ở đây toàn là tắt phút không anh em. Mà tôi để phút á cho nên là nó toàn là đưa phút cho tôi luôn. Bà nội nó thiệt chứ. Giờ sao trời. Thôi nhức quá tam nha anh em. Lỡ rồi. Nhức quá tam nha, ba đơn nha. Gán ba đơn. Em lấy đơn anh ơi, 7947. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, cảm ơn. Về Bình Tân đúng không? Về Bình Tân đúng không? Chỗ nào? Bình Tân. Bình Tân nhưng mà chỗ nào á? 60 Vành Đai Châu. Đúng chưa? Đúng rồi. Tên Sinh. Ok. Xe là thấp nhất rồi đấy. Giờ sao ngồi bên nào? Hả? Còn có chạy bên ngoài. Chết rồi, anh tay lấy lụi mà sao chạy chậm được. Ở đây hả? 41 rồi. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Nó phát cho tôi phút nữa nè. Đó, tôi hủy chuyến này. Không đi. Tắt phút luôn. Ghét quá. Phút hoài. Tắt không? Thôi để đơn đi. Nếu mà đơn phút nữa tắt. Tại vì tôi tắt tôi cũng sợ nó giam đơn tôi á. Nên là cũng rén nữa. Sao mới hủy nổ phút nữa ta? À, vừa mới hủy đơn nổ phút tiếp. Thôi. Bye bye. Tắt phút lần này là tắt thiệt nè, không giỡn nữa. À, vừa mới hủy đơn xong cái nó phát cho đường phút nữa. Thôi chấp nhận, tại vì mình cũng cũng không có chạy hiệu suất, cũng không có chạy điểm á, cho nên là cũng hủy. Nhưng mà đừng có để là hủy thấp quá, anh em hủy thấp tỷ lệ hủy đơn, kiểu như hủy đơn nhiều á nó cũng khó áp mình á. Cho nên là bây giờ tôi hủy phút, tắt phút rồi thì bây giờ đơn bay hay đơn giao hàng gì tôi cũng đi, thì tôi sẽ kéo cái tỷ lệ lên một xíu cho nó đỡ bị khó áp hơn. Chứ tỷ lệ hủy đơn mà cao quá thì nó cũng khó. Để coi tỷ lệ tôi đang bao nhiêu. Tỷ lệ hủy chuyến là 29% rồi. Thì bây giờ tôi phải kéo lên tầm 10% thôi cho nó thấp lại. Để cái tỷ lệ hoàn thành chuyến nó phải trên 80 á thì mới đỡ bị khó áp được. Tôi đang ở gần bến xe miền Tây anh em ơi. À, đi xuống tới Bình Tân luôn rồi. Lần đầu tiên tôi xuống cái đường ở dưới gọi là bến xe miền Tây mà cái công viên Phú Lâm này đó anh em. Cho nên là tôi sẽ đi dạo một vòng cho anh em chiêm ngưỡng nha. Hình như giờ này còn sớm á, mới có 9 giờ à. Cho nên là cũng chưa có nhiều anh em ơi. Mới vài cá nhân ra, nói chung là vài cành hoa ra đứng à. Tôi đi nãy giờ cũng một vòng công viên rồi đó, giờ đi lại một vòng nữa nè. Không, nghĩa là tôi đi qua đây nữa là đủ một vòng, nãy đi dưới kia.
Giờ này mới 9 giờ cho nên là chưa có rộ, chưa có nhiều. Tầm chắc 10 giờ, 11 giờ á thì sẽ đông. Hết rồi, ở đây ngồi mặt tiền á cho nên là đứng ít hơn. Còn ở phía bên trong á thì sẽ nhiều, nhưng mà tại vì giờ còn sớm cho nên là chưa có ra nè. Thôi chắc là tôi đứng đây xíu rồi để tôi đợi đơn nha. Ok. Chị đi Tân Phú đúng không? Đi 74 xe khai. Dừng ở đây. Gọi con nhé. Hết Bình Tân rồi Tân Phú. Bây giờ là 21 giờ 38, là cho 40 đi. Tôi sẽ ngồi tới 10 giờ. Ngồi tới 10 giờ nếu mà nó không nổ thì tôi sẽ bật phút lên. Ok ha. Bật phút lên để coi nó có nổ cho tôi không. Rồi đây xíu nha. Giờ tuổi đầu tôi cũng không biết nữa. Ngồi đại. 10 minutes later. Ok anh em ơi, ngồi tầm 10 phút á thì mình nhận được một cái đơn giao hàng. Nhưng mà anh em biết sao không? Đơn này đi Nhà Bè lận á. 209A Lê Văn Lương Phước Kiển Nhà Bè. Ý là nhưng mà ý là giao đi giao cái cục sạc thôi anh em. Tôi thấy ghi chú trong đó là giao cái cục sạc 25 Nguyễn Xuân Hành. Từ từ để chạy qua coi tình hình như thế nào đó. Giao hàng chứ không phải chở người anh em. Chở người thì chắc chắn là tôi sẽ không đi đâu, nhưng mà cái này là giao hàng, giao cái cục sạc. Cục sạc gì mà giao từ đây từ Tân Phú rồi giao qua tới Nhà Bè, Lý Thánh Tông Tân Phú giao qua tới Nhà Bè luôn. Nói chung là chạy đêm thì cũng phải có nguyên tắc chứ anh em, chứ không phải là đơn nào cũng đi được ha. Anh em phải tự đặt ra cho mình cái nguyên tắc để nói chung là an toàn cho bản thân mình thôi. Thì tiền ai mà không muốn kiếm, nhưng mà vấn đề là anh em phải đặt cái sự an toàn là trên hết. Thấy địa chỉ cũng rõ ràng đó nè, chắc ổn. Chị gửi đồ qua Nhà Bè đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Ok, ok. Qua đó lấy ship đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Em lấy cục sạc đúng không? Em lấy cục sạc đúng không? Anh chờ em một tiếng được không? Tại lúc này em chạy xuống cấp quá, em quên em tiền. Rồi, rồi, ok, ok, lấy. Năm 7.000 nha em. Em có 10.000 không? Điện thoại em nó vừa cấp nguồn luôn á. Địa chỉ đây em đặt địa chỉ cũ cho nên anh tìm không thấy. Địa chỉ của em dở lên tới 1.000 mấy rồi mà em để địa chỉ cũ anh tôi tìm thấy không? Em ở chợ ở đây mà. Địa chỉ cũ ấy cho nên anh tìm không được. Đặt địa chỉ 1.000 mấy tụi anh mới tìm được. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Ok. Tôi đi mua sinh tố tôi uống đã anh em ơi, nó bụng quá. Dạ đi sinh tố bò. Đi về hay là đi về đi làm? Dạ đang đi làm. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn, đi làm kiếm tiền thì tiền nhá. Cảm ơn. Xin cái quả bưởi không? Dạ. Hôm qua em phải xin quả bưởi không? Dạ không, dạ không. Cảm ơn nha. Hy vọng là uống xong ly sinh tố này là có đơn nha anh em. Hơi chắc qua cây xăng ngồi quá. Đây cũng thấy có 2-3 chung cư luôn á anh em ơi. Không biết có đơn không thôi. Ok. Ngồi uống ly sinh tố cái đã. Đói bụng quá mà lười ăn quá, thèm nước. A few moments later. Ok anh em ơi. Thì bây giờ tôi có một cái đơn nó cá mập. Đi từ Lê Văn Lương Nhà Bè nè mà về tới Hóc Môn. Bà điểm Hóc Môn tôi rất là sợ cái điểm này, cái địa chỉ này bà điểm Hóc Môn. Nhưng mà tôi sợ, tôi thấy cái địa chỉ khách về á là cái đường Nguyễn Ánh Thủ giao với Phan Văn Hướng á nè, thì nó nằm ở ngoài lộ giống như vậy nè. Cho nên là tôi sẽ liều một lần nha. Tôi sẽ liều một lần duy nhất thôi. Khách là con trai đi anh em mà thu tiền mặt nữa chứ. Chứ là tôi sẽ liều một lần nha. Anh về Nguyễn Ánh Thủ đúng không? Đúng rồi, anh là Nguyễn Ánh Thủ với Ủa em mới gọi anh là gì ạ? Dạ đúng rồi. Hai đứa hả? Dạ.
110.000 phải không? Ờ, dạ 119. 120.000 không đèn không? Anh đưa em 120.000 thôi. Ở nửa đường nào xuống em. Trời má, có ai còn đèn vậy? Dạ em về Phú Nhuận luôn đúng không? Dạ. Em đi về Phú Nhuận luôn đúng không? Chưa biết. Ủa sao anh biết? Hả? Sao anh biết hay vậy? Không biết con đường em đi á. Chân nghề của anh mà em vẫn xuống Phú Nhuận thì sao không chạy qua tới đây? Rồi về em. Dạ anh chào anh. Qua đi rồi đó. Dạ yeah, ok. Yep. À ăn cơm nãy hả? Cơm nãy hả? À. Dạ chưa. Thấy nghe nổi tiếng mà chưa có ăn. À. Dạ. Dạ sườn ốp la. À, tiệm cơm nổi tiếng mà bây giờ tôi mới có dịp được đi ăn này nè. Đi ăn với khách luôn mới ghê chứ. Khách mời. Chọn á, à, bao nhiêu đĩa à? 2.000 mấy á. Ghê hả? Mấy trứng không? Dạ sườn ốp la. Sườn ốp la. Sườn ốp la. Sườn mại với bao rồi. Rồi xíu mại bánh rọi với lại xương chúng ta tiền lên canh nhiều mình chơi canh được rồi hết xương làm gì ta bỏ cái gì ghé cậu có mét anh mua nè cậu kẹ nó xỉnh quá nó với lại công an quá trời nó đo nồng độ cồn. A few moments later. Thôi chị ơi. Tìm ơi. Tìm ơi. Cắt hết đi con. Đi này hay qua cầu anh. Đi này. Em gửi nó anh. Dạ. Dạ. Ăn này chạy tới sáng luôn. Ăn no cái này chắc chạy tới sáng luôn á. Dạ. Đây đúng rồi. Rồi đá số anh. Dạ dạ. 0907. Dạ rồi. Ờ cho em xin cái nón. Rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Ok, mình mất cũng phải hơn tiếng á, đi với cái anh này. Thì lúc đầu cũng sợ, đi về Hóc Môn, đâu sợ anh em, Bà Rịa Hóc Môn nè. Nói chung là đường cuốc cũng gặp cái anh trai này khá là thân thiện. Anh mời mình đi ăn, ăn quán cơm cũng nổi tiếng ở quận 4 đó. Rồi đi ăn xong thì anh nhờ chở qua bến xe bên Lạc Long Quân một xíu, thì cũng tiện gần Âu Cơ về. Thì nói chung cũng chở anh qua. Rồi anh cuối cùng anh nói là thêm tiền xe bao nhiêu thì thôi mình cứ ảnh mời mình bữa cơm bữa tối rồi thì coi như là mình chở anh đi lấy đồ xíu cũng không sao, không đáng bao nhiêu hết. Thôi mình sẽ phép dừng video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Nếu thấy hay nhớ ấn cho tôi nút đăng ký kênh nha. Ấn like và để lại comment của anh em để mình có thể tương tác với anh em nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.